Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã tới kênh của mình Hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tin tức về bảng tổng sắc huy chương SEA Games 30 Mới nhất ngày 9 tháng 12 năm 2019 Nào chúng ta cùng chờ đó nào Và sau đây Đội chủ nhà Philippines thì vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắc với 110 huy chương vàng 85 huy chương bạc, 88 huy chương đồng Đội tuyển Việt Nam của chúng ta Hiện tại thì đang xếp thứ hai với 66 huy chương vàng, 59 huy chương bạc và 78 huy chương đồng. Đội tuyển Indonesia với 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 79 huy chương đồng. Đội tuyển Thái Lan đã bám rất sát. Chúng ta với 59 huy chương vàng, 75 huy chương bạc và 80 huy chương đồng. Đội tuyển Lào và đội Đông Timor vẫn chưa giành huy chương vàng nào cả. Còn đội Đông Timor đến giờ phút này thì vẫn đã giành được 3 huy chương đồng vào ngày mai ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019 thì đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết với đội Indonesia và nếu chúng ta giành được chiến thắng với tỷ tỉ... tỉ... <laughs> mình dự đoán là tỷ số là sẽ là 3-1 đội tuyển Việt Nam sẽ vượt luôn đội tuyển Indonesia và bây giờ chúng ta đang phải giành giật từng huy chương vàng với các đội nguy hiểm nhất là đội Thái Lan và đội Indonesia Việt Nam uh, SEA Games 29 thì chúng ta xếp thứ ba tuần đoàn với 58 huy chương vàng nhưng mà năm nay thì đội chúng ta đã phát triển rất lớn với 66 huy chương vàng đến thời điểm này mà còn mấy ngày thi đấu nữa rồi, chúng ta cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các bạn thấy video hữu ích thì like, chia sẻ cho mọi người cùng biết và hãy ấn đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.